đổi địa điểm cái nhà ơi, chỗ kia anh em mình mà ai không được rồi, đi ra mà đụng độ với chú kia ông cũng đi kiếm cá ăn nữa. Nó coi là nó cà phê đồ của mình xài mà ăn được cà phê là cũng hơn lắm à. Giờ chỉ đi vét mấy đường nước nhỏ nhỏ gì kiếm chút cá ăn thôi, chứ mấy chỗ lớn là bị mấy ông siệt chuyên nghiệp nó làm cho này. Nó vào đây tao biết rồi, bóp miết nó mới lặt, còn nhá như là nó chạy luôn, lâu sức mới được con cá lóc này cả nhà. Đó có em dũng nước rồi nè, nó này chắc cá lồng tông quá không ơi, thử cái coi. Trời ơi, nó đồ giấc lồng tông dạng mày cả ký ở trong trời đâu. Đây, cá lóc khoan để anh lượm mấy con cá này hết nè. Có cá lóc này để tay ra khoan cho mấy cá này khờ đầu hết. Có phí đầy hạt rồi. Không, lấy giờ cũng hết rồi. Ừ, hết tưởng nào hết. Hết này em dưới chắc xịn chân quá. Cá cu phi mất tiêu rồi ta. Ở nhà nha. Bữa nay em không có đi làm, mình đi kiếm mớ cá dạng biết sao đây, thử coi. Nhấn cành. Trời thì chuyển mưa. Dạ cái đó nó ghê lắm chú ơi. Được một con ha. Xin ơi. Ra lượm cá nè. Ủa, ủa. Cả này không nghe mà cả nhà, để mình xịt lát nữa coi xem sao. Chân anh cũng có cá nha cả nhà, mà cá không được lớn thôi. Có cỡ này được rồi. Nó chết tự đời nào rồi. Mình đi gì kiếm ăn bữa hay bữa được. Móc móc đợi nhà ăn bữa hay bữa đi. Mình tính nữa. Trời đẹp quá ha. Núi Sam cái bên kìa. Chắc họ có tắm mưa. Chỗ này hiếm quá anh em ơi. Giờ mình với cô Xin đi vòng qua bên đường nước bên đó đó. Chỗ đó đó. Và đó kiếm mớ nữa mình về để ăn được bữa hay bữa thôi, chứ cũng không có dư để bán đâu. Thời bữa giờ cái gì nó cũng hiếm hết trơn á, cá mắm đồ ăn cái gì nó cũng mắc, công chuyện làm hàng ngày thì nó không có. Hy vọng qua bên kia kiếm được chút cháo. Bây giờ mình lội bộ từ chỗ xe mình đậu ra ngoài đó đủ cũng 200 mét rồi đó. Được có mấy cá gột. Hay không im mà, mình đổ chỗ khác. Chứ đi chứ chỗ này hoài là hết bình luôn cũng không có cá đâu. Đi vòng qua đó đó, còn có cửa. Chỗ này bữa hổm mình gặp bên Công Hí miền Tây nè. Anh em mình nướng cá. Nhậu đại đồng ngon à. Bữa nay mà nướng cá nhậu đây nữa thì mệt trong mình á. Thôi để mình đi quanh kia coi sao. Có con chim nữa cả nhà.
Ủa này chắc mình nghĩ u cắt quá cả nhà. Bắn thử coi. Ủa này u cắt quá. Bay phải không? Có ăn cả nhà. Nước hơi sâu thôi. Khoan để mình đảo một vòng cho nó phơi hết hả? Câu có gô quá phải không? Đảo một vòng hả? Đảo một vòng cho nó phơi cạn hết hả? Quá trời luôn. Cá thấy mời không cả nhà? À nó yêu lắm cả nhà ơi. Có con phi lượm không quay? Lên nó bước lên. Chưa rồi kiếm cái gồ trước đây mấy em này, họ lượm em hết luôn rồi. Ủa cả nhà thấy ham không? Nó chim thụ. Vô mẻ lớn, vô mẻ lớn. Lâu sức mới được con cá lóc này cả nhà. Đó. Có em. Những nước này nè, nó này chắc cá lồng tông quá không ơi. Thử cái coi. Trời ơi, nó đầu rất không công dạng mày. Cả ký ở trong trời đâu. Ê, cá lóc. Phan để lên lượm mấy con cá này hết hả? Có cá lóc đây. Để tay ra. Phan cho mấy cá này khờ đầu hết. Có phi đầy ạt rồi. Không, bây giờ cũng hết rồi. Ừ, hết cửa nào hết. Hớt này em dưới chắc xịn trơn quá. Cá cu phi mất tiêu rồi ta. Vô đúng không? Ừ. Cá chiều này nó không ăn được mà. Ba chiên giòn nè. Con bẻ nó, con thử coi. Ừ. Con ăn đi rồi ba uống một vài ly. Dừng nghe nha. Giòn không? Khoảng 2 phút rồi. Nè ớt nè, cho con ớt nè. Chắc con mình đi chiều vậy là ngon rồi. Còn cá rô mình chưa mới mình ăn. Thử coi, chấm mắm này là ngon lắm nè. Đừng có làm nước mắm gì chứ. Ăn là đơn giản vậy đó. Chấm mắm ớt. Trời ơi, nó giòn. Nhiều người biết nó cá phi nhỏ này á. Ăn không ngon. Lúc mình chiên phải không? Để dầu nhiều chút, để vô vài hộp muối. Nó không có bị nổ văng, không dính chảo mà là nó giòn. Mà dù mà kẹt cảnh quá thì ăn gì thôi chứ. Ăn hoài mỗi ngày cũng không nổi đâu, ngán lắm. Chứ nó nóng, còn là chiên nóng. Trời ơi, thứ gì bà. Ta không cho tụ tập đông người, hiểu không? Hai cho con mình thôi. Chà uống cho, chà phải ngồi con ăn thế đi. Ngồi con cổng cho vô mùng. Ngon thiệt. Đi sao mỗi lần uống phải đập cái đùi không? Hả? Không. Tại vì uống rượu dính đây giả bộ đập tay chay vô đùi. Rồi mình đi giữa cái đùi khỏi giữa cái tay. Còn mấy người uống xong mà đập cái mỏ nó trong cái đùi á. Là chùi cái mỏ vô cái đùi. Hồi đi giữa cái đùi, khỏi đi chùi cái mỏ. Ngon không? Ngon. Cá gù đó mời cha con quẹt đi.